Tí là cả lắm, chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì hôm nay các bạn thì có một cô quà mới vừa qua đời các bạn. Thì cô quà đã ở chân cái ấp Long Khánh, xã Long Mỹ, huyện Mân Thích, tỉnh Vĩnh Long luôn các bạn. Thì hôm nay các bạn thì Tí là sẽ quay cho các bạn xem nha, có một cái hoàn cảnh của bà rất là khó khăn nha. Khi bà qua đời mà không có chỗ để mà chôn cất cái đồ luôn các bạn. Thì hôm nay sẽ chôn cất cho bà là ở trong nhà luôn nha. Thì hôm nay Tí là cả lắm sẽ quay cho các bạn xem. Để Tí là cả lắm sẽ mà quay cho các bạn xem nha. Đó thì mà các bạn thấy nha, thì một cái căn nhà của bà rất là nhỏ nha. Thì đã làm một cái ngôi mộ của bà là nằm ở là trong nhà luôn nè. Để Tí là cả lắm quay cho các bạn xem nha. Các bạn thấy đây là những cái đứa cháu của bà luôn nha. Tại vì một cái căn nhà quá trời nhỏ đó nên là không có chỗ nha. Đó là các bạn thấy là bên này là cái bên nấu ăn của bà luôn nha. Để Tí là cà lâm sẽ quay cho các bạn xem. Tướng tới chợ cho chị hả? Tướng theo còn mà chợ mua cho chị cặp này. Mới này mới tới chợ mà người ta con đi về luôn à? Qua đi con, qua cho cậu. Dạ. Nhưng mà sáu á, nó còn sáu. Ông không biết lúc nào gì mà tìm sớm thế là mọi người Tí là Tí là cà lâm em ơi. À, đúng rồi đó. Cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn. Thấy mong rõ không? Một cước một là sẽ đóng lưng rồi sao mày cũng nằm nữa. Không, một cái xác ta còn nhổ từ xa à. Mày uống héo tao mai luôn à. Rồi uống trái keo đi xuống mồm đi.
lên lá cơm về bên trước nha. Xe đủ ngựa chạy sao tới về. Đó các bạn thấy không? Tại vì gia đình các bạn rất là nghèo khổ nha, không có chỗ để cho một đứa bé mà nằm nha. Đứa bé chỉ là trải chiếu nằm tạm để mà bú sữa mà. Nhìn thấy đứa ruột. Đây là hai chú lính rồi. Con thay được.
Rồi anh em đứng nghiêm chào. Rồi,
Lấy cái mâm lên bưng này xuống đi rồi. Bưng lên đi anh. Em lên con em ơi. Ra trước hàng ba luôn nè, đang hội đây lên trung hộ. Các bạn thì Tí La cũng có quay cho bạn xem là một cụ bà mới vừa qua đời các bạn, thì hôm nay cũng đưa bà về đang nghỉ cuối cùng được các bạn. Nhưng mà cái đặc biệt là thương bà ở trong nhà luôn nha. Thì hôm nay Tí La sớm nhất Tí La quay dịch cũng đã hết rồi các bạn. Thôi giờ Tí La Cà Lâm cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn. Mình cũng mong các bạn hâm mộ cho Tí La Cà Lâm, bạn hãy cho Tí La Cà Lâm một like và cái chia sẻ luôn các bạn. Bạn có thương Tí La cho cái đăng ký kênh luôn nha. Giờ Tí La Cà Lâm bye bye các bạn. Bye bye.